Cả nhà ơi, Ngân lúc nãy Ngân chạy đây, Ngân cặp với chiếc của chú Út Hậu. Ngân chuẩn bị đi về rồi á, cho nên là chú Út Hậu xin nước ngọt. Ông nói ông ra đây ông nhận hàng liền quá vậy, ông không có bơm nước ngọt dự trữ nhiều. Bây giờ hết nước ngọt rồi. Mình thì mình đi về với miền Tây thì mình sẽ bơm cái khác vào mình xài. Mình sẽ cho nước ngọt cho ông hết luôn. Ông đang nẹp phao nè. Chiếc xà lan này tới 2.200 tấn, 3 con lươn luôn. Trời ơi, mấy con lươn này đụng chỉ có chảy nước sơn thôi chứ đâu có móp nổi. Chiếc này nhìn thấy nó kiểu này là kiểu của An Giang á, người ta đóng nhìn nó dày chặt hơn cả nhà ơi. Mấy con lươn này á dựa vô là chỉ có chảy nước sơn thôi đó chứ không bao giờ móp. Lâu lắm rồi mà không có thấy móp mó gì trơn cả nhà ơi. Cái này mà dựa vô xà lan mình là chỉ có xà lan mình thụng thôi. Ông này ông bự hơn ông mình phải không? Thấy bự hơn ha. Em thấy bự hơn. Bự hơn xíu. Của bên Ngân là cũng của ống dầu luôn nhưng mà ống dầu của mình nó nhỏ hơn. Chụp đầu lớn nhỏ vậy ha. Ống dầu của mình chắc 12 ly quá. Bây giờ đang ngồi chờ canh bơm nước. Giống khỉ quá. Bơm nước xong thì Ngân mới chạy qua bên kia cặp với mẹ Ngân bơm dầu. Ngân lúc nào mà Ngân đi ra Phú Mỹ thì Ngân cũng bơm dự trữ cái hầm nước ở phía trước Ngân mười mấy khối, hầm sau thì cũng 7-8 khối, lúc nào đi ra đây cũng dự trữ nước hết á. Mà tại vì Ngân mới ra ngày hôm qua, ngày hôm nay nhận xong rồi mình đi về luôn, cho nên là mình sẽ cho nước, ai xin thì mình sẽ cho. Còn nếu mà mình ra mà mình đậu lâu á thì mình không có cho, tại vì mình để dành mình xài, chứ ra đây nước mặn không à. Ngoài Vũng Tàu nước mặn á, đâu có nước ngọt đâu. Ra ngoài đây là nước ngọt nó mắc như quý như vàng vậy đó. Nếu mình không có nước xài là mình phải đi mua á. Bây giờ là rau mắc như vàng, chứ ra ngoài đây là nước là mà quý như vàng á. Ra đây rau mắc như kim cương vậy. Đi ra ngoài đây bây giờ mua rau cải, mua có một bịch chút xíu mà mấy trăm ngàn cả nhà ơi. Hồi sáng mẹ Ngân nói mẹ Ngân mua một ít rau, một cái ít ít á, mà mẹ nói một bịch rau luôn không có bao nhiêu á mà 400 mấy chục ngàn. Đó, cả nhà thấy cái xà lan của Ngân bây giờ thì có hàng cho nên là nó khẩm xuống, còn chiếc của chú Út Hậu á thì không có hàng á cho nên là nó nổi cao dữ lắm. Chiếc mình thì có 1.600 thôi, còn bên đó là tới 2.200 rồi, ba con lươn luôn, nhìn nó cao dữ lắm. Cái chiếc này với lại leo lên xà lan dễ hơn chiếc mình đó tèo. Con lươn dễ quá hả? Đạp lên lươn hả? Con lươn dễ leo hơn. Đó, bây giờ hai ông nằm hai góc rồi nè. Hồi sáng nhận hàng xong thì cũng người ngủ được ít ít rồi. Ngân thì Ngân ngủ được giấc, xong rồi Ngân đi test Covid. Còn ông xã Ngân nè, điện thoại liên tục luôn, điện thoại hoài luôn mà Ngân ngủ không được luôn á. Chút người này gọi, chút người kia gọi. Bởi vậy mốt muốn ngủ là phải cài chế độ im lặng đi, rồi chút nữa mình thức dậy mình gọi lại. Chứ mà đang ngủ ngon á, tại vì hôm qua mình thức mình nhận hàng nguyên đêm á, ngủ ngon dữ lắm luôn mà cứ người này gọi người kia gọi hoài. Bây giờ là mập địch đang ngủ gớp nè, tối nay được ngủ một giấc rồi, sáng 4 giờ mới đi. Buồn ngủ lắm hả mập? Không buồn ngủ mà ngâm nằm xuống nó nhiếp. Chỗ rồi, từ trưa giờ đâu được ngủ đâu. Ông xã Ngân á còn nhỏ tuổi, mới có 30 mấy tuổi à mà tóc bạc trắng hết trơn rồi nè, già lắm rồi. Gâu 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 với su su á, Ngân mới vừa lấy cái kéo Ngân tỉa hai con mắt. Gâu gâu Ngân tỉa hai con mắt á, bữa giờ á
tóc đó, nó gặm gạp quá không có thấy đường, với lại nó đâm vô con mắt gâu gâu nó cứ chảy nước mắt hoài à. Mới vừa cắt xong cho hai em đó, đẹp trai rồi đó, đẹp trai, đẹp trai với đẹp gái rồi đó. Cái hầm ở trước bự lắm mà gì mà lâu dữ. Phát hiện có một con sứa biển để nó trôi xuống gần gần dưới đây. Nguyên sẽ vớt nó nha. Điện thoại Nguyên ơi gì á? Để cho nó trôi xuống anh Nguyên sẽ vớt, anh quay về cả nhà xem nha. Xem con dứa. Nguyên nói con dứa này nó ngứa lắm. Nhưng mà mình chỉ bắt mình quay thôi chứ mình không có đụng nó. Con này nhỏ cái nha. Được không? Tốt với sao? Vô thùng, vô thùng. Ê, có chừng đứt gâu nó anh Nguyên ơi. Nó thấy mình nó biết mình vớt nó hay gì á. Chắc nước rồi bớt nha. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Đây một bé dứa. Con bé dứa anh Nguyên mới vớt cho Ngân nè. Nguyên ơi, này mình lấy nước mưa mình đổ vô nó chết không? Nước này đục ngầu à. Đó, nó đang bơi. Ông xã Ngân nói con này nó ngứa, nhưng mà Ngân thấy hình như trên mạng hình như con này nó ăn được mà. Con màu đỏ ai mới ngứa. Đó, nhìn đã chưa. Lâu lâu á Ngân thấy có con bự lắm cả nhà ơi, con này nhỏ nè. Đó. Tới mùa của nó bơi nhiều lắm ở dưới sông luôn á. Ngoài Vũng Tàu này á, nó bơi nhiều dữ lắm. Đó, nó lội á. Thấy đã chưa? Nhìn nó thấy ghê quá cả nhà ơi. Nhưng mà con sứa bự á, mà mình mua ở trong thịt sứa bự mình mua ở trong siêu thị á, ăn ngon dữ lắm, rất là giòn luôn á. Bây giờ mình bơm nước xong rồi, rút ống lên, rút máy bơm lên thôi. Bây giờ thì mình đã bơm nước xong rồi cả nhà ơi. Thà Lan Ngân sẽ rời bến Ngân đi luôn. Ở phía sau Ngân thì có một chiếc tàu than đá nè. Bây giờ thì cũng 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều rồi. Ông xã Ngân bây giờ đang đạp cái lái ra. Sao có chiếc xuồng rất là to luôn. Chiếc xuồng này đi là bao sóng luôn á. Xuồng bằng cây to lắm. Mấy cái xuồng gỗ này nó nặng dữ lắm luôn cả nhà ơi. Xà lan này 2002 thì cũng chạy hai máy luôn. Bật cái mũi ra nhiều nhiều đi ha tới.
thôi cả nhà ơi. Lọt cái lái rồi. Ngon chạy qua bên kia đổ dầu một xíu nữa thì Ngân sẽ chạy qua bên đây, Ngân đậu phao tiếp. Sáng 4 giờ Ngân mới đi. Tại vì cha Ngân đậu ở trong bờ thì sợ nó cạn, cho nên là mình chỉ cập đỡ bơm dầu thôi à, chứ không có đậu luôn được. Bắt 8 giờ ra mà nghe 8 giờ ra hả? Bây giờ chuẩn bị cập bến. Cạn, sợ cạn á. Cái đậu 3 chiếc thì mình đậu ngoài được. Cạn chứ 2 chiếc này đậu ngoài được. Trời ơi, hổm đậu ở ngoài cái chiếc đó đó, cái chiếc đó đang đậu, hổm đậu ngoài đó đó. Đậu ngay chỗ đó luôn. Đậu xa quá, biển phòng nó đâu thấy được đâu, nó đuổi. Bây giờ cặp bơm dầu xong rồi dời ra. Cái chiếc này lúc nãy cặp ở trong á, bây giờ thì chiếc này dời ra cho Ngân cặp vô trong luôn. Tại vì mình cặp ở ngoài chiếc này thì sợ ống dầu mình bơm không tới, phải cặp sát vô trong mới được. Chứ nếu có chiếc này cặp ở trong á thì Ngân đậu được nè, không bị cạn. Mà sợ ngay chỗ này có chốt biên phòng này, sợ người ta la. Mình đậu ra ngoài quá sợ người ta la. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cập bến. Ủa mẹ, chiếc đó cập ngoài luôn rồi vậy mẹ? Chiếc đó cập ngoài con luôn hả? Đây có người chuẩn bị buộc dây nè. Nói sớm khỏi bơm dầu luôn rồi. Kêu chị Loan qua mua mực với cá. Chị Loan qua đây được có quà. Qua là có quà rồi. Qua đi trang liền đó con. Cái này chị Loan bán hết luôn cái ghe nước đá luôn rồi. Đây là bé Khoa nè. Muốn lên chơi dữ lắm mà lên không được. Chèo lên đi. Nó đâu có cắn đâu mà sợ. Hèn khô à. Ủa, đây là đây là bé Khoa, con của chị Loan. Chào cô chú đi Khoa. Bé Khoa với chị Loan cũng có làm kênh YouTube nữa. Kênh YouTube của mẹ con tên gì? Con đang chồng á, con đang lên á. Bữa nay bán hết đồ luôn rồi. Đây là ông thuyền trưởng nè. Ông thuyền
dưỡng nửa năm chưa hết tóc rồi. Bữa nay buộc lên được rồi anh Phương ơi. Chưa được lên bờ, chưa được mấy ngày nào hết trơn á. Con kêu để con hết cho không cho à, không dám. Dạ, cúng gì vậy lòng? Dạ, cúng bự lắm đó, đỏ lắm. Mày giờ luộc hả? Giờ luộc mấy ăn hả? Cộng được không? Cộng được không vậy đâu? Thôi vậy thôi mai lại đi. Để sao? Thôi mai lại đi. Rồi. Dạ. Mai lại tao ăn đi chứ để tao rộng con mấy nó chết ruộng mai tao. Có ăn sáng con ghé cho mấy. Để con rộng cho. Con rộng như vậy. Sao chị Loan rộng nó không chết, mình rộng nó chết chứ? Không chết được không à. Có bữa hả đem cái rổ 10kg đem lên sáng chết 5kg luôn á, có khi 3-4kg luôn. Gì ghê vậy? Tùy theo cái lông cứng. Bởi vậy chị Loan rộng đâu chết. Chết có biết đâu. Thôi bữa mẹ con gọi bác, mua bác. Con cho chị là con cố lo được cho mẹ không? Thấy không? Bữa con gọi không? Không. Mua chà bá luôn nè. Cái nó chết, cái nó đưa cho mẹ, nó cho mẹ bà tám á. Cái xong cái nó hồi bà trả con 50.000 đi, cái mẹ trả 50.000. Xong cái tự nhiên ra ngồi chuyện còn phải nghiêu cái cha tự nhiên mỗi khi đâu giờ cho mẹ cho ông luộc. Tự nhiên cửa đó cho ông luộc ăn. Trời thần ơi cái cạn có lớn rồi nè mẹ còn hình như để nó. Té lên không được đâu con. Ủa vậy là nó nặng vỏ hả chị Loan? Vỏ dày hả? Có nằm cúm bằng cái máy á. Bữa đưa cho tám á. Cái ớt của mẹ mà không chặt là trái nhiều hết con đó. Cái tàn nó bự hơn. Con lo bán chứ con bỏ cái gì đó. Con đâu có trồng, con đâu có tưới, có gì đâu. Chị Loan còn chặt đá cho ghê vàng không? Xong rồi. Không có đâu lẹ thôi. Lợt ơi, Loan cho anh con cua kìa. Thôi. Đây là ông tổng giám đốc, bà tổng giám đốc. Ôi, mà trời đất ơi, ông nội ơi, mở ra cái kẹt tao nói miệng sao mày lớn vậy nè. Cái kẹt chà bá mở ra sao mày lớn vậy thôi. Mà tự nhiên bỏ đó mày lụt cua không ăn kìa. Ai kêu lo tắt xui rồi tắt. Nãy giờ cha Ngân đi tới lui, cha Ngân bơm dầu. Cả nhà ơi, bây giờ thì xà lan của Ngân đã chạy qua bên kia. Ngân cặp chung với chiếc của cha Ngân á. Ngân đã bơm dầu xong rồi. Bây giờ thì Ngân đã dời lại ra ngoài phao để mà buộc dây phao á. Khuya 4 giờ Ngân đi rồi, cặp ở trong đây á, sợ là con nước ròng tối á, thì nó sẽ cạn. Sáng mai Ngân ra không được. Với lại là chiếc của cha Ngân á, sợ tấp cái lái vào trong bờ nó cũng cạn nữa. Cho nên là Ngân chạy ra ngoài phao, Ngân đậu luôn. Bây giờ là mình ra ngoài đây, mình sẽ đậu ngủ một giấc. Tới sáng 4 giờ mình sẽ thức dậy mình đi. Hôm qua giờ nhận hàng cũng đuối dữ lắm rồi, ra ngoài đây ngủ một giấc á. Ngày mai tỉnh táo, sáng mai tỉnh táo thì mình đi nó sẽ khỏe hơn. Ngân đã bơm dầu đầy bồn hết rồi đó, bây giờ là đi khỏi lo luôn. Bây giờ thì Kim Ngân xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp tất cả cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.